Chào các bạn, hôm nay lâu rồi chúng tôi chưa làm vlog. Bây giờ chúng tôi sẽ làm vlog. Bảo Long đang có cái gì kỳ lạ thế? Đó là một cái súng nước tự chế để tôi quay gần cảnh cho mọi người xem. Bảo Long lại đây, xem gần cái súng nước. Nhìn cơ, chai TH Chumil. Đâu này Bảo Long. Khoan, để xem là Bảo Long đục một lỗ để nhìn này, xịt này. Đấy, xịt pin đâu? Nó phải chơi như thế này này. Để nó xuống được bắn lên. Ui, bắn như một cơn mưa. Thế thằng Lâm Hơn ơi, lại mượn cái súng mà chơi kia. Lâm Hơn, cái gì đấy? Đây là camera chống trộm. Camera chống trộm à? À, nhà ai có trộm không để lắp camera nào? Đi đâu? Ồ, kẻ trộm. Ui, nhìn kẻ trộm này. Đáng sợ. Đầu tê cũng nhiều giờ. Trời ơi, sao nhiều thế? Cái quay con lợn xia bé mặc áo xanh đầu kia. Béo thế. Let đi câu à. Let đi câu. Cậu ơi, cậu lấy ảnh trộm làm gì đây? Gư trời, gư trời ơi, tẹp. Tẹp có cầm súng nước rồi ạ. Bin đâu hãy chạy lại. Ấy. Tẹp làm một cái nước đá. Trời, tẹp làm nước đá. Tức là gươm. Con lại quay lớp đá đi. Đây này. Quay lớp đá. Con đọc đi, con đọc cái này. Để xem nào, để đọc coi cái này nói về cái gì nào. Ở đây có một tên trộm áo đen rất đáng sợ. Chuyên đi ăn trộm nhà người ta, đề nghị mọi người hãy lắp camera chống trộm, nếu không hắn nhà sẽ vào. Có camera rồi. Nhà bà Hiền có chưa? Rồi. Nhưng mà hắn tay rồi. Hắn tay rồi. Cẩn thận, tên trộm sẽ đi vào và bắt những tên trẻ con. Thật là cái đáng sợ. Bắt trẻ con đâu? Trộm bắt đó. Cái trộm làm thế này. Cái trộm làm gì? Ôi trời, 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 trời. Lấy đồ. Công an, chạy con. Gơ trời, gơ trời. Gơ ơi, cái trộm đáng sợ nhờ. Thế thế. Cô đọc lại đi. Này, ở đây có một tên trộm mặc áo đen. Ê, chuyên chèn vào nhà người ta để ăn trộm. Cô đoàn, quay lại. Trẻ con hãy cẩn thận. Tên trộm mà thấy được thì sẽ bắt đây. Sợ làm. Quay rồi. Rồi, bóc cổ. Cô gái này thì về gì nhỉ? Lúc bố. Cũng nói vậy mà. Không. Gớm đấy. Có thằng Lâm Hứa này, suốt này chưa mặc nhiều tóc à? Lắp thằng này nhiều tóc rồi đây. Nàng này giờ là nhiều tóc đây. Ê, đây. Không phải ít đâu. Cái con cải trộm này. Cải trộm ở đâu? Ừ, cải trộm đáng sợ chưa? Đây cải trộm của Toàn này. Cái nào cầm cho. Để đọc nào. Đây. Đây. Trộm đây. À, đây, để đọc nào. Camera chuyên chống trộm. Ở đây có một tên trộm mặc áo đen rất đáng sợ. Hắn chuyên tìm con nít để bắt. Nếu thấy ai thấy tên trộm phải bỏ chạy thật nhanh, hoặc phải lắp camera chống trộm. Nhớ chưa? Elsa nhớ chưa? Tôm nhớ chưa? Tết năm ngoái đâu. Không mở cửa cho người lạ này. Ừ. Không được mở cửa cho người lạ, nhớ chưa? Thế này này. Người là cả chỗ, ta không cười đâu. Wow. Bảo Long vừa bắn nữa. Ô, ướt lên áo của Toàn nó kìa. Ướt hết áo rồi. Ôi trời. Cậu thích nghe nữa à? Vâng. Kể nhiều lần rồi mà. Thích nghe cái này. Camera chống trộm. Ở đây có một tên trộm mặc áo đen rất đáng sợ. Hắn ta chuyên lẻn vào nhà người ta, nếu không chú ý sẽ ăn trộm đồ đạc và bắt trẻ con. Thằng Toàn ơi, cậu Toàn mới nói hỏi này. Thấy thì phải bỏ chạy thật nhanh. Thằng Lâm nó lấy mất tờ giấy rồi. Thằng Lâm là kẻ trộm à? Nó lấy mất tờ giấy của tôi rồi. Kìa, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Quay ông lệnh. Anh Tom à,
Anh Tâm là kẻ trộm mà, tránh ra đâu. Tâm là trẻ con hay kẻ trộm? Tôi chụp ảnh trẻ con rồi bách. Có toàn ảnh con này. Đây quay vlog các bà Trúc. Đây này, thấy chưa, thông báo có trộm này. Xóm 15 có một tên trộm áo đen rất đáng sợ, mỗi người phải lắp camera nhanh này. Ở đây cũng có à, nhiều trộm nhỉ. Nhiều trộm thật đó. Thật là đáng sợ. Cầu Toàn có một cái dây. Cái dây của cầu Toàn này. Ừ. Ở đây có áp kẻ trộm này. Có nhiều kẻ trộm thế. Đây là hai dây. Ừ. Rồi, video chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ chào đi tìm các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn, chào đi ao xa nào. Có cả tôm đây rồi mày. Tôm chào các bạn nào. Chào các bà. Chào các bà.